Slot Channel. À ha, ghét gì this đó. Hóa chị là gì? Chị là gì? Mon là sao? Mon là sao? Đây là đâu? Quá. Quá. Hooker, poker, acid, buzzer. What? Phần tư có phải phần đã chết? No. Số 1 có phải Doraemon? Có. Nên bao giờ tiết học này mới hết? Quá. Tao cần một vị Panadol. Nửa lớp trung bình cũng bởi vì mày. Chắc chắn vì mày. Ay. 45 tiếng mày tồn tại để bây giờ kém cả lớp học kỳ này. Chắc mày là động vật quý hiếm về nhà trường để mày sống hết cả tuần mà không hề dám cắt tiếng. Nếu mày có tai nghe tao nói, nghe nè, fuck bitch. Có thằng phải trốn dưới gầm bàn, mỗi khi nhắc tới bản tuần hoàn. Có thằng nhắc tới nguyên tử khói, tối, nỗi số lâm sàng. Nếu như một ngày mày không còn trên bảng điểm nữa, cuộc đời này sẽ đẹp và tao sống không phải lo phải cân bằng như thế nào, phải ứng chất là làm sao, phương tử này, phương tử kia để cả đầu tao phải đau. Mỗi ngày lại phải nhắc từ mày cả một núi công thức dài như văn bản. Bóng một buổi sáng, thầy cô đang giảng, lỡ tay rớt bút vào ngăn bàn, cúi xuống lụm lên, ngước mắt lên bảng, mất cả căn bản. What? Một buổi sáng thầy cô đang giảng, lỡ tay rớt bút vào ngăn bàn, cúi xuống lụm lên, ngước mắt lên bảng, mất cả căn bản. What?